Chào mừng các bác đến với ông Tú Vlog. Đấy, hôm nay sẽ mở ruột hai cái loa này ra. Hôm trước thì khi mà quay hai cái loa này, nhiều bác bảo là không biết bên trong nó có cái gì. Thì hôm nay em sẽ mở ruột của hai cặp loa Tannoy, là con VX15Q và đây là con VX12.2Q. Thì đây là con loa đồng trục các bác nhá, bát 40, mở đi. Đây các bác xem này. Cái hàng chất ấy thì từ cái e-căng nó rất là chắc chắn. Đấy, nhìn nó rất chắc chắn, dày dặn. Chưa? Còn đây, đây là cái loa mà hôm trước nhiều bác rất là ấn tượng về chất âm của nó. Nó sẽ có bốn cái lỗ thông hơi được đặt phía trước. Còn đây là cái củ bát. Trong cái củ bát này thì nó sẽ có cái củ chép luôn các bác nhé. Vì đây là bát đồng trục. Đấy. Nhìn nó rất là đẹp đúng không ạ? Bát to nhỉ? Bát 15 inch mà này. Rồi, ok, tháo ra đi. Đây. Còn ở bên trong đây là, bên trong đây là cái phần tần của nó này. Các bác phải xem này. Rồi. Chưa, phần thần đấy. Rất là chắc chắn. Để làm ra được cái loa này là người ta không biết bao tốn bao nhiêu công sức đâu. Đây các bác xem này, đây là cái củ bát này. Củ chép của nó. Con chép này thì củ bát này là 400W các bác nhá. Cái chép này là 80W. Anh Tú thử đo xem nào. Lấy thước thử đo cho các bác xem. Đây, họng chép này. Không, đo cái bát này. Đo bát này. Thì khoảng 20. Con này từ 19. Làm gì có bát từ 20. Rồi ok. Đây là bát đồng trục các bác nhá. Đấy. Mất công tò mò tháo ra luôn xem như nào. Tiếp tục là cái con VX12.2 đi. Cái loa này thì các bác có thể dùng trong không gian rộng, ngoài trời hoặc là hội trường, nhà thờ, rất là ok. Đây. Đấy, nó sẽ có tận 6 cái lỗ thông hơi ở phía trước cơ. Nhìn nó rất là đẹp đúng không? Cái nước sơn con này không biết làm bằng cái gì mà em nhìn nó rất là ấn tượng. Đây, mở cái này anh. Sơn thì như kiểu cô độ. Giản dị. Đấy, sơn rất là đẹp. Từ những cái đường keo của nó đi rất là đẹp. Wow. Con này phân tần nhìn nhìn nó gọi là to như là cái bảng ngày xưa ấy các bạn. Nhìn rất là to. Đấy. Rồi, đeo cục bát của nó đây. Ây xài. Con này bát 30 các bác nha. À, con này thì nó ghi luôn này. DJI England. Đấy. 12 inch, 8 ohm. Sau này người ta không làm từ neo. Tại sao phải là neo? Nhiều bác lại thích từ neo. Rồi. Cẩn thận nha. Cái này thì cũng khá là nặng. Đấy, cẩn thận không nó đứt đấy. Đứt phát là mất. Tối tiền đấy. Mất con à, mất con SH1 đấy, đùa. Đấy. Đầu này thì là hai bát và một chép. Và cũng sử dụng là một cái củ đồng trục. À, cái bát trên này nhiều bông đấy. Đúng rồi. Đây là cái gọi là khí động học. Người ta tính toán kiểu như vậy. Đây. Đây là hai của bát 30 các bác nhá. Đo thử xem. Nhìn cái tem này vào nhìn đẹp hẳn luôn cái loa. Con này thì bát rất là sâu, mềm. Mặc dù là rồi từ 17. Hai con từ 17. Quá chất. Và Tannoy này thì thường thường nó dùng từ trắng. Các bác xem những cái dòng loa nghe nhạc thì đa phần nó dùng từ trắng. Như gọi là Pioneer thế, đa phần là từ trắng. Sườn vàng. Rất là chất. Những cái củ bát này thường thường là
người ta sẽ làm riêng và người ta đăng ký độc quyền luôn cả những cái củ, những cái xương này luôn, các bác tin không? Tiền thằng này. Đấy. Ok. Rất là ấn tượng. Đấy, anh em nào mà xác định Motanoi thì muốn xem ruột thì xem clip này nhá. Các bác còn em mở thêm con lóa nào nữa thì các bác inbox. Còn cái con một TKT1D2 thì em đã mở ruột ở trong clip trước rồi. Con này chắc chưa mở ruột. Rồi, ok, chào các bác. Rất là chất.